Xin mời Phật tử. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô. Đầu cõi lại Quan Âm Cô Thấy, xin Phật Ngài Phổ Thế Mười Phương Chúng Sanh Tai Họa Đa Ứng. Phật Bà Thị Hiện Tìm Đường Cứu Quy. Quán Tự Tại Hằng Kỳ Tâm Niệm Bồ Tát Ngài Kính Liệm Trong Lòng. Tình cho sắc bất thị không, không không sắc tướng nản lòng như như. Nhờ ánh đuốc đại từ bát nhã, giúp chúng sanh nương đời tu hành. Không còn tranh chấp lợi danh, chỉ vô sợ đắc chỉ hành độ tha. Chúng sanh nguyện Phật Bà cứu cảnh, ngàn dữ muôn ba tánh khổ sầu. Say mê phàm chữa chìm sâu, chúng còn sám hối từ lâu khẩn nguyện. Lại Quán Âm cõi tiên hạ giới, cố hồng trần sắp hỡi rụi tàn. Nếu Ngài bỏ chúng thành than, lửa đầu bắt cháy ngọn ngang khắp trời. Sơ tận diệt ở nơi trời định, tại chúng sanh công kính nguyện thề. Hiền lành đạo đức bỏ bê, quên ơn tội nghĩa say mê của tài. Nay đến lúc thượng lai trần trị, không chịu lo vô thí tu hiền. Nói thì bệnh tật triền miên, lối vào rách rưới của tiền trắng tay. Nạn ách trời mấy ai tránh khỏi, lại mười phương sáng chói phóng hào. Chúng sanh lận đận lao đao, lại cầu Phật tươi bắt mau lửa trần. Bồ tịnh bình quay thần Bồ Tát, nước cam lồ như thác suối tràn. Mới mong cứu được trần gian, mẹ ơi con lại muôn ngàn giáng sinh. Quỳ chiêm bái cung minh Bồ Tát, trần gian nay hoại nát không còn. Không ai giữ tấm đồng son, thiếu trung hiền hậu làm con thảo đền. Chúng con nguyện dựng nền gương sáng, tu làm người xứng đáng sau này. Lấy cầu bốn phía đông tây, nam cùng bắc được đủ đầy đức ân. Nhờ Bồ Tát hiện thân cố kiếp, lực quay thần mới kịp quân này. Trời sai binh tướng bủa dây, hướng nào cũng có phân thay yêu tà. Đồng lại bái Phật Bà xóa tội, chắc chúng sanh biết lỗi cũng nhiều. Lo tạo phước đức nghiệp tiêu, điều còn tu đạo chắc siêu phàm trần. Con nguyện lại hương dân cúng Phật, lo tu thuyền thất giữa lòng. Hành theo bát nhã tâm không, nhiên ai Phật độ thoát dòng trầm luân. Tâm thanh tịnh cúng dân Phật cầu, chúng con nay giác ngộ theo Ngài. Nợ trần nguyện trả thông giấy, công quyền danh lợi thọ lai pháp màu. Tịnh vô dứt tìm sâu ly pháp, đạt ba la phận hạt cơ trời. Hợp xa chia sang khắp nơi, họ tưởng hành thức như lời Phật răn. Vì sám hối lòng hằng nhất hộ, dẹp vô minh thấu tột sang lời. Vô sắc vô thọ tưởng thánh thơi, vô nhãn tỷ thiện tiện dời thâm sâu. Nay chúng con dập đầu tạ tội, xin Phật ta nhàn rỗi tu hành. Niệm tu đạn quả thành danh, cùng nhớ lắm chữ biến thành áo.
vũ sông lớp máu trần gian. Từ bi theo Phật Tây Phan phản hồi, con nguyện theo Phật tu đạo Bồ Đề, sớm cầu siêu thoát trên khổ trầm luân, quay về cờ giác tâm tịnh ý tăng hẳn trì kinh sám, gọi rửa bận nhớ sạch ngần trong trắng tâm thường thanh tịnh, không chút não phiền lên xa bụi khác, lòng vẫn giữ như hàng thiện đường tốt, nói dấu Phật ngày từ bi qua độ đạt pháp cao siêu. Phật thường nhắc nhở muốn tu đạt quả sợ hiểm nguy, đại hùng những chắc trọn vẹn đức tin, nghiệp quan nhiều đời cũng được nhàn nhẹ, do mình dùng trí chớ có nguyện cầu muốn được phương đức, không phải lại phải hay cầu xin được, mà chính mình làm những điều phương đức trọn vẹn như lời thì mình được hòa. Nam mô mười phương chư Phật chứng minh, nam mô mười phương chư Phật chứng minh, nam mô mười phương chư Phật chứng minh. Lật đằng sau lại Quan Âm, lại lại Quan Âm cuối cùng. Lại Quan Âm đầu cuối lại Quan Âm, tu thế tha cho trần hạ tội tâm mù lòa, cho nên phải chịu đọa xa đau thương nỗi khổ khắp la gian, nhầm mà chúng sanh đáng niệm Quan Âm, ai qua nạn khỏi không nhầm mình đau, nếu ai tâm tánh xôn xao danh Bồ Tát thì mau lẹ mềm, bệnh tình hoàn nặng đến tan hôn mê, không biết giới gian danh ngài thì là bình phục lại ngay, không còn đau nhức đứt gai nặng nề, ai người tỉnh tỉnh mê mê niệm ngài Bồ Tát chớ hề để nơi, thì bao bình phục khắp thời, ta ma buông bỏ nó thời chạy xa, nóng lên như lửa cháy nhà, niệm đến Phật bà mát mẻ lại ngay, niệm Quan Âm hằng ngày đừng bỏ, niệm cho nhiều thấu rõ bên trong, sửa tâm sửa tánh sửa lòng, dù bao cay đắng mặn lòng cũng tan, niệm Quan Âm bình an gia nội, việc làm ăn nhàn rỗi vô cùng, người tu thì được ung dung, mạnh lòng cho đến ngày cùng nhàn an, niệm Quan Âm lửa càng cũng tắt, ai giữ dằn cũng phải hiền lành, chỉ cần gọi đến quay danh thì ngài thị hiện rất nhanh cứu người, niệm Quan Âm đại từ ban pháp, khiến cho mình được gặp hiền nhân, giúp bao nỗi khổ tại trần, đó là Phật hiện muôn lần chứng minh, ngài cứu cánh cứu tình dương thế, trên không gian chẳng để hạ xa, tiết sương đã phủ thân bà, chưa từng mấy khói lợi qua muôn ngàn, mong sao cố trần gian hết khổ, không nề hà nơi chỗ bể cùng, bà về an nghỉ không chung, còn lo tu thế giữ hung chật đàn, niệm Quan Âm trần gian mau gấp, bà cố liền gió tắt khỏi trôi, nếu ai thường niệm bà rồi, dù cho lắc biển trời rồi không sao, Bồ Tát tâm tối cao tối thượng, chịu ức quan ngại tưởng không gì, dù muốn thử thách thế chi, cứ làm việc thiện đắc thì quả cao, nay chúng con làm sao nói dấu, tu hành và dù
linh lại hậu Bồ Tát quái linh tiếng lòng tất cả chúng sanh thần thường. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Di Đà Phật. Xin Phật tử hồi kinh lại, thì có đôi lời để mà nhắn nhủ và cùng chia sớt sự buồn vui mà tất cả đồng bào Việt Nam của mình đó, ở nơi đất khách quê người cũng như là ở nơi đất Úc. Thì thầy đến đây trước nhất là mở đạo tràng thăm quý Phật tử và đạo tràng nhất là đại huynh cư sĩ Kỳ Vân đã chịu sào chống mũi, cùng ở đây có Ngọc Sương tham gia vào trong bậc đạo tràng, cùng là trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Đôi lời thầy cũng gần trở về Việt Nam, xin thiết tha đôi lời nhắn nhủ. Không phải thì đến đây rồi về rồi mất tất cả, không phải vậy, mà kính mong sao đoàn Phật tử ở Úc Châu, mà mình chính là Việt Nam của mình và là nước Úc cũng là đồng chủng của mình, vậy thì phải nhớ đôi lời thầy đã dặn lúc bây giờ động trời động đất lắm. Hồi xưa có nhiều câu mà tất cả các bà các ông lớn tuổi đó có nói, mẹ nói động trời động đất. Ngày hôm nay đó thì động tới trời rồi thì đất nó phải động thôi, vậy cũng do nơi chính mình. Vậy thì tất cả gia đình của Phật tử nên dàn xếp lại những việc công ăn việc làm của mình, cứ làm như vậy. Không làm một điều gian dối, không làm một điều mà mình đã hại người ta. Mình cứ lương thiện mồ hôi nước mắt và cái công làm ăn của mình thôi, không có sao hết. Và trì tâm niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Không phải để mà cái giờ bị nạn mới niệm, mà lúc nào mình cũng có linh quan, có điển quan, có thần quan, có linh khí quan. Mình cứ niệm bằng ở bên trong của mình mà không ai biết hết. Mình không đi thuốc, mình niệm cũng được, uống ly cà phê niệm cũng được, bưng chén cơm ăn niệm, mình mật niệm Di Đà vô Phật niệm, Phật đáo ẩn Tây Phương. Cho nên hôm nay thời kỳ đại ân xá, chỉ còn Đức Di Lạc Chương Phật cùng là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng là Đức Phật Tổ Phật Thầy thôi, còn bao nhiêu về hưu hết rồi. Tuổi đảng thì có khi nào họp người ta mới đến, còn không thì trách nhiệm của ba vị đang lăn lóc đang cực khổ nhất là Đức Quán Thế Âm. Mà ngày hôm nay thì qua đây thì hướng phương Tây nữa, mà gặp tất cả các vị đó có những ảnh tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì như thế. Ngoài đời thì cho rằng bình thường, chứ trong thì sẽ đầu đội dây mang, đầu đội dây mang để tôn kính Đức Ngài, để cầu xin xóa tội giảm bớt và trợ lực cho tất cả chúng con trần gian trong buổi này, chứ không phải tầm thường. Mình quên rồi sao? Tâm của mình là tâm Phật, người của mình là người Phật, người tiên, người thánh, người thần, đừng quên. Cương vị của mình rất cao cả, mà mình là người trời người đó, chứ không phải tầm thường. Mình con của Thượng Đế mà, trên thiên thượng, dưới thiên hạ. Mình ở cõi này là mình cũng bậc thiên hạ, thấy không? Từ trên mà mình đã hạ phàm xuống đây bao nhiêu trăm đời kiếp rồi, mình gieo tạo những cái chuyện không lành, đến ngày hôm nay kết thúc trong cuộc đời cũng như là mỹ mãn tôn dương trong đoàn hát đó, hay là trong buổi chiều về rồi đó, phải ráng cố lập công bồi đức, phải ráng cố sửa sai chính mình. Đừng để động trời động đất, lưng trời đổ đất, nhưng mà mình vẫn thanh thoảng bình minh tự nhiên, không có gì hết. Như cuộc hồi nãy thì có cho tất cả quý vị biết đó, không phải là ai ma cũng bắt mà ai ma cũng hành, hay là ai cũng bị thư bù yểm chú, đó là cái giả tạo thôi, ngoại cảnh thôi. Thường thường đó, ma bắt có mặt người ta đó, mà mặt mình ma đâu có bắt được, có đúng không Kỳ Vân? Mặt của Phật, của tiên, của thần thánh, mà trí mình là trí đạo nữa. Trí đời một ít để mình lo làm, để mình nuôi cái chân thân của mình, cái lĩnh vực của mình ở bên trong, một cái thế giới bên trong của mình. Xin tất cả quý vị, quý trò cùng là kính quý bà cùng quý con, ráng cố gắng, thầy trò mình sẽ du thuyền đi du lịch ở bên trong,
mở bên trong mình tầm ra hết, xứ bên trong đẹp lắm. Và du thuyền trở về cảnh giới Như Lai để gặp Bồ Tát Quán Thế Âm, để giao duyên giao thiệp cùng các ngài. Thì thầy thấy trường tồn, còn bây giờ thấy khổ quá. Ngày và đêm thầy cũng lắc đầu, thấy trong cuộc sống rồi cực khổ, rồi sanh ra phương này phương nọ phương kia mà mình không sanh về phương Phật. Thì chúng con thầy hỏi lại, trong cuộc đời mình có mang bảo vật đi không, hay là hạ giới đau đồng mình mang xương tàn cốt rồi hoại không bớ tròn. Thương thầy tổ chúng con cứ lo hiền hầu, để nơi cõi thiên đình trời đã ấn dấu ân ban. Buổi chiều thầy tích tích tình tan ở nơi đất cách, thầy còn mang thơ cuồng nhắc nhở đạo để rồi tập tuồng Phật quốc. Nhắc nhở trò đừng mê vật chất cao xa, dù ta có cửa có nhà vàng dòng chuỗi hộp, nhưng ta có sáu chữ Di Đà là hơn. Dù giành giật thế mấy hay giận hờn đi nữa, thì ngọn lửa trên trời đã bốc cháy quỷ thiêu. Trời không ít cũng nhiều, tu tâm tích đức rồi quỷ nó chết thiêu. Mình còn ráng cũng nhớ như con thầy đã dạy, chứ không phải đến đây rồi trai gái nô đùa nói với nhau rồi tranh giật hơn thua, hay là không nết hạnh thì mấy cảnh chùa không Phật chứng. Chúng con làm người làm con phải làm tương xứng, làm dân của Phật giơ trời rồi ngài cảm ứng chứng minh. Đêm về đối xử sôi kinh, con ơi tỉnh dậy rồi minh minh học hành, học chữ nghĩa học chữ lành cho thành đạt. Học danh thơm bát ngát đủ mùi, đừng có học nô đùa trong thế giới mê vui. Mình phải lịch sự để nếm mùi Phật Pháp. Chúng con không biết rõ đâu đời tàn mưa ngâu gió táp, thầy quá xa buồn rồi muốn gặp được đạo tâm. Về đi sám hối lỗi lầm, con lo tu niệm như vàng cầm trong tay. Rằng cố gắng hồi xưa đó mình chưa tỉnh, mình còn sai. Bây giờ nghe giáo lý của ngài Bồ Sơn, mau bớt giận bớt hờn cho mát mẻ. Nói một lời không có thiêu vẻ bãi ba, chiều buồn thầy nói giáo ra. Xin khuyên trần hạ rồi đạo ta ráng gìn, đèn trí tuệ minh minh sáng suốt. Sáu chữ kia con ráng buộc trong lòng, không buộc tiền buộc bạc buộc vàng đồng. Một phút chút trôi dòng sông tới tàn, quý trò đâu có biết nghiệp dương giờ này mình trả nợ vai hồi nào rồi phải hả? Trừ ngay về đi tướng niệm đức ngài Quan Âm Bồ Tát ai hoài chứng minh. Không phải mình tu mà mình ngồi mình cứ đọc kinh, hay là mình ăn chay rồi mình chửi mắng, hay là mình không rõn đức tin của ngài trên đường chay lạc là hay. Con lo niệm Phật rồi coi rồng bay ngút trời, ráng tin tưởng thì để con ơi được sống. Cõi đời này là mộng ảo mà trò, lo đến đâu cũng phải lên một chiếc đò, đò ly biệt đang chờ trò trong phút cuối. Thầy đến đây 40 năm dài rồi thầy quá đuối, còn ráng chống phụ cùng thầy qua buổi gian cơ. Về đi tâm giả mình thơ, đầu kia mình đổi sự bất ngờ không hay. Ráng cố gắng, ngày nay có đồng đạo. Thầy nói thiệt chứ trò chứ không có giả mạo chi đâu. Phải ta là bậc mày râu,
thì đành phải quỷ diệt ngài Âu Có, còn mượn nữ giới để chiều lòn qua bãi, mượn nữ nhân để hại cứu nguy. Khi già khi trẻ trời ghi, làm sao mà ngự biết vậy, thì người ơi thì khổ lắm trò. Chiếc thuyền nọ phải chèo bới khắp cả cõi hoàng cầu để hối hả chúng sinh, thầy mang trong lòng một khảm một kinh để khuyến thuyền cho dân tình hiểu biết. Mà dấu quỷ thời kỳ chưa kịp, nó hưng hạnh trên đời rồi nó sẽ giết thầy ngay. Con ơi phụng múa rồng bay, chờ coi chút nữa thôi lại vô cùng. Giờ thì đâu có sắc tướng là một ông đạo điên khùng. Không có thuyền môn mà không có miễu tự cũng ngày cùng trắng tay. Nhưng mà nói theo sư giải bán, khoai thuyền lên suối ngược trăng dài rồi đêm. Con ơi sự thế đêm đêm tới đây rồi chẳng có im địa cầu. Thương cho bậc công hầu sơn giả, ngồi ghế to áo đã phủ mình, không hiểu thông, không biết không giữ gìn, sấm đắng nổ hình xóa sổ. Thì nơi đó rồi còn gì giác ngộ, ngay bây giờ sổ bộ chưa bôi. Thì về sám hối con ơi, ráng lo tu tịnh rồi coi hồi trời. Hội quần tiên quy nguyên tất cả, hội cả năm châu mà nó cũng đã hội về. Ngày xưa bình tấn bình tề, bây giờ sắp đã trở về nghe con. Nhớ thệ nguyện lòng son nhất một, sao mà người ta thiệt còn như một cây cột giữa biển khơi. Bão mưa giông lớn không lơi, không bao giờ ngã được, đó là cây cột trời minh minh. Răng cố gắng đi, thầy đang cầu xin Bồ Tát thứ tha cho người đang giải thoát lo tu, dù cho tội lỗi, mặc dù con chí tâm chí thiện lo tu hết liền. Đừng có sợ não phiền mình trói buộc, chúng con sống mới thấy cái màn kết cuộc nay mai. Tới đây đã đổ các bài núi kia mà phải ra, rồi biển ngay cạn rồi. Như thế đó đó mới thấy quả nhồi bá tánh. Lớp thì ơn trên chỉ định rồi, thì cù nó vô cánh bay xa. Phụng trên múa hỡi đôi hoa, thầy trò cởi hạt cõi phù sa về trời. Răng thanh tịnh nha, hôm nay thầy nói cũng vui chút, chúng con cũng đừng có buồn. Không phải mình mà bỏ nhà mình đi tu đâu, thời kỳ đại ân xá đó, ở tại nhà, cái nhà mình sẽ biến hóa thành cái chùa. Cái thân này nặng mình chuyển nhẹ, mình biến hóa ra đó vậy đó. Nhẹ nhàng một chút xíu thì không có gì đâu. Rồi ta đánh mình á, chịu đau một chút, mím môi cắn răng chút hết. Lửa bốc cháy lên đâu có cháy hoài đâu, chút xíu cũng phải ngồi phê tạc. Gia đình đoàn tụ hạnh phúc vui vẻ, mát mẻ dạy con dòng cháu giống của mình để nối hậu Nam Bang. Như thế thì được bình an rồi, đâu có cái gì đâu. Nói ngày Phật ân xá thôi, bây giờ tôi bỏ vợ bỏ con bỏ hết đi vô chùa tu. Và là tôi tu cho nó mau lẹ, không mau lẹ đâu. Thì kỳ này đó, nhân, thần, thánh, tiên mới Phật. Mà ông Thánh Đức ông kiểm trước, nếu mà mình không có đủ điểm rồi đó, ông cho mình trở lại tu thêm đó. Chứ không có mà vào cửa Phật được. Vì thời kỳ này đâu có ai thành Phật đâu. Chúng con đến rồi Đức Ngài Di Lạc mới chấm điểm cho mình. Bây giờ con về núi Phổ Phổ Đà Sơn tu 5 năm thành Phật. Và con ở chỗ nào vậy đó. Hay là có một cái trường chấm cho mình, con sẽ được 2 năm thành Phật. Thì đó là Phật chấm. Còn bây giờ thầy thì chỉ rao giảng, khuyên lơn, nhắn nhủ mình để góp ý cùng nhau để mà xây sửa. Vì thầy dương định của Đức Phật Thầy Sư Phụ Tây An phải đi rảo khắp tất cả cõi Ta Bà này để nguyện độ chúng sanh. Đó, còn đi hay không thì quý trò, được hay không do quý trò, còn hay mất
cũng do quý con. Nên như vậy phải ráng cố gắng đi. Nói thầy ơi con nặng quá. Không có nặng đâu. Tại con nói, tại con làm, tại không, con không có là cố gắng để mà suy chuyển hoặc là giảm bớt đi thì nó nhẹ rồi. Mình quản cái gánh, mình gánh 80kg về mình dục bớt đi. Có cái nào xứng đáng, cái nào không xứng đáng mình luyện bớt thì nó nhẹ rồi. Đó như vậy đó. Nói giờ con tội nhiều quá thầy. Ai không tội? Chúng ta bà này rớt xuống ai cũng phải bị sình bùng lấm lem hết trơn à. Như thầy biết được và phải có cái tài liệu, có cái phương tiện thì trà rửa, mà chúng con không có thì buổi sáng mơ trà, chiều gọi gọi riết ra hết, không ai gọi một kiếp này mà cho sạch sẽ hết, hay là cho trong sáng, hay là cho được hết à, vậy ạ. Thì đó hôm nay đó thì muốn tâm sự ở tại nhà của cô Hương qua chồng. Chồng Sơn. Sơn à, một ít lời để kỷ niệm ở đây thiết tha vui để gặp hết tất cả đạo tràng. Bắt đầu kể từ đây chúng ta sẽ làm việc thiện, chúng ta sẽ làm phúc. Dạ thưa thầy con có rồi nhưng mà con không có làm. Cũng như tổ Đạt Ma nói lương dở đáy là không có phúc. Bởi vì cất chùa nhiều quá mà không có phúc thì vua giận lên. Nhưng mà nói đúng là khi cất bao nhiêu cảnh chùa nhưng cái tâm dùng tiền mà ra để danh gian thôi chứ cái tâm không có. Không có, không có quan tâm đến. Như bây giờ thầy muốn tất cả quý trò chỉ một chút xíu mà thành tâm đối với Phật Pháp, đối với những người, đối với tật nguyền hay bất cứ ai mà mình thành tâm là được rồi. Đó như vậy. Chứ không phải đợi mà linh láng. Thầy ơi con có đóng góp từ thiện nhưng mà trong đó từ thiện cái gì vậy? Nặng lục bên kia hay là người ta tật nguyền này kia. Rồi con có thấy con bệnh tật không? Dạ thưa thầy thấy thầy. Vậy à? Ờ à, được. Con thấy ai bệnh? Dạ con thấy con bệnh mà mình không có bệnh. Ủa sao thầy nói vậy thầy? Thì người đó bệnh, con sắp bệnh đó, có đúng không? Con giúp người nghèo. Tại sao con giúp người nghèo? Con có nghèo như người đó không? Dạ con có nghèo. Sắp nay mai con sẽ bị nghèo. Con sẽ bị hoại, con sẽ bị không còn cơm ăn. Bây giờ mình có thì mình sẽ nhớ lại cái ngày tới đây không có. Và mình ăn uống giảm bớt những cái sự ngon béo bùi ngọt của mình là để làm gì vậy trò? Thầy hỏi mẹo. Dạ con không ăn nữa thầy. Nói nghe đi, con không ăn nữa. Hỏi sao vậy con? Con ăn không họ nuốt không có vô. Hỏi tại sao vậy? Vì ngoài kia người ta không có ăn, có đúng không kỳ dân? Nói vậy thôi. Vì đó là mình ngắn gọn kích đoạn qua là mình đem hết tấm lòng thương yêu quý mến những người nó miền xa màn trời chiếu đất, có đúng không Phật tử? Đó là giảm bớt thôi. Lại đây ăn tao mua tao đãi 500, 53 đồng gì đó, 50 gì đó thôi, em quản lại đi anh em mình chút xíu vậy đủ rồi là tu đó. Đem một cái hình thể, đem một cái thân 50kg, đem một cái pho tượng của mình cho mọi người ngắm nghía. Họ ngắm nghía rồi để làm gì? Họ chiêm ngưỡng mình đã làm gì? Cũng không có làm gì hết à. Nhưng phải có sắc à, phải có sắc, có tướng. Mà không có sắc, không có tướng. Sắc bất kỳ không, không bất kỳ sắc. Có nghĩa là sắc mà nó quá bất mà không bất. Đó. Nếu mà không có thì cái hình của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đâu có được. Mình phượng thơ phải có. Có hiểu không? Nè, đó là tu. Theo thời đại hôm nay đó, tiên Phật cũng phải văn minh luôn. Thì nói vậy sao? Mà còn tu theo lối cũ thì dân biết đó. Ờ, đó, lối nào cũ? Mê tín, mê mang. Và cổ lỗ hồi xưa đó đem đốt cái tiền vàng bạc đồ rải cho ma đồ nó lượm đó thì văn minh rồi mà dơ quá thôi không có. Còn nhang bây giờ con phải đi mua nhang này kia nọ về con cúng, bữa nay lỡ không có phải chạy xe không có đâu. Thầy hỏi quý vị với cây nhang là gì vậy? Người kêu nhang, người kêu hương. Có bữa đó không có nhang, cái thầy nói thầy lại quỳ trước rồi nè, cái nhang của con này
con sẽ cúng cho Bồ Tát. Cây hương của con sẽ cúng Bồ Tát, con có cúng mười phương chư Phật nha. Vì cái lời lẽ tốt đẹp của mình nó sẽ bay khắp tất cả. Nó bay còn xa, nó bay còn không biết ngút trời nào nữa đó, hay là ngoài kia ngoài nọ. Thấy không? Còn cái mùi hương này nó bay nội nhà chúng con thôi, mà bắt buộc mình phải đi mua cho tốt, cho đẹp, về để mình cung kính để Phật rầy mình, hay là mình sang trọng chút thôi, thì xin cái đó là văn minh. Mình đốt hương còn con thắp ba cây hương điện, nói là giả dối cũng được, để đó đi tượng trưng cũng được thôi, chứ không bắt buộc mình đâu đó. Cái nhan sắc con người, trời nghe rõ không? Cái nhan sắc của con người mình, hương là mình sẽ thốt ra lời lẽ đó, cũng như Tinh Hoa Đàn Kinh mà mấy con có coi đó, thì có đài quyển sách đó. Như vậy thì lời nói, nhị, ướp, hương, xoa đó, bay rất xa để người ta như là chiêm ngưỡng mình. Một cái giọng nói, một nụ cười, một cái duyên dáng, một cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, lúc nào sao không thấy em á buồn vậy cả, lúc nào cũng thấy vui, vui chứ không có cười sổ lên. Mình vui, vui với ai vậy thầy? Con đang buồn mà con vui với cái việc con đã làm được. Con được làm cao cả mà con không hay sao? Giờ con không biết sao tu được. Cái việc mà con nhịn ăn, hy sinh, giúp đỡ mọi người trên thế hệ, con làm được việc cao cả. Con nhịn người, con hiểu cha mẹ, thương anh em. Thầy ơi, nó không thương con. Em con á, anh con biết ai đó không? Là chúng sanh. Chúng sanh gia đình cha mẹ, hai đấng sanh thành, chúng sanh anh em, chúng sanh không đó con. Nên như thế. Cho nên vì là đó, hôm nay thầy muốn kể chuyện để cho rõ ràng hơn. Hãy chúng con ở đây, và là Phật tử và quý cụ có buồn vui gì đó, để lật lên nghe một đôi lời của một người hàng sĩ dốt nát. Mà thầy có nói kỳ dân ơi, thầy không có dốt nát, dốt cho nó nát, nó nát tan hết cái cõi phàm trần này để thầy trò mình lần về Phật quốc. Dốt đặt, thầy đã đặt ra thơ phú lý kinh để khuyến đạo, chứ thầy không có, cũng như thầy nói dốc. Trời ơi, nghe thầy nói dốc hoài, con thấy con thức khuya con mòn mỏi quá, chứ thầy không có nói láo. Thầy nói dốc, nói dốc là nói cái dốc thấp hơn dốc cao. Cao. Thầy nói dốc. Thì bây giờ xin kính thưa quý vị ở đây kể chuyện, muốn thầy kể chuyện nữa không? Nói thầy ơi, đói bụng quá dưới kia mà thầy không cho con ăn gì hết. Thầy xin kể chuyện, một cái mẫu chuyện này mà kỳ dân chắc có lẽ là có để trong sách. Mà thì hôm nay thấy thầy kể cho cái ông này nha. Nghe không? Thực tế á, cái ông này buổi sáng đó thì bà vợ phải cho ổng một ly cà phê sữa nha. Đặc biệt á, rồi uống hết ly cà phê sữa này rồi ổng mới đi ra ngoài cái tiệm đó, ổng ăn một tô hủ tiếu, mà hủ tiếu nào mà có giò heo ổng mới ăn nha. Giò heo thịt cho nhiều ổng mới ăn. Mà nếu trễ cái giờ đó là ổng đập, ổng không ăn mà ổng đập, ổng đi ổng xích cái dù. Thì nghe đồn thầy đang cho thuốc đội dưới bến hay là sông Cửu Long các bà. Ổng mới quẹo vô, ổng đứng, ổng nhìn nghiêng ngửa lắm cả. Thầy biết ổng đã có căn lành rồi. Thì thầy mới dụ, nói các bà vô, thầy mới kể một chuyện nhỏ nhỏ vậy đó. Ông để cái dù móc đông xuống, ngồi xuống. Ổng ngồi cách thầy cũng từ đây ra đây, mà ổng lết từ từ. Lúc đó là lúc ổng đang ăn hủ tiếu nha. Trong 7 giờ mà thầy kể chứ tới 8 giờ rồi. Ổng nói nếu ai mà cất ổng cái bữa ăn đó là ổng kêu bằng sư phụ, ổng quỳ tôn sư. Thầy mới nói để thầy làm sư phụ ông này. Thì mấy bà mấy cô đó, Phật tử nó không được đâu, không được đâu cậu ơi, không được đâu thầy ơi, đừng, ông này ổng khó lắm. Không khó đâu, đâu có gì khó. Ổng cất cái dù đi, cất cái dù ổng lết riết à. Kể chuyện mà từ chỗ đó mà ổng lết lại gần bên về ổng ngồi. Thì ở nhà ăn cơm đúng 11 giờ nha, hãy sai qua 12 giờ là ổng quýnh đó. Thì thầy kể riết thì mang giặt móng chó cũng le lử. Không, cái đó là cái câu ngoài phàm. Thầy cũng đói rồi, cứ nước lạnh thì uống vô điếc.
thì ổng lết rồi riết tới chừng thầy nói đạo ấy ông Bảy chứ chưa là người đạo, ông Bảy về ăn cơm đi. Ờ đi ăn gì? Trời ơi, thôi chết rồi. Ủa chết đâu, thấy em còn sống nè ba. Ổng đứng dậy, ổng vuốt đầu, ổng quỳ trước Tam Bảo. Dạ thưa sư phụ, con là con trời đất lắm, nhưng mà bây giờ sư phụ đã thắng con một cái đoạn cuối cùng của bữa ăn của con. Thôi từ rày con xuống chặt thuốc, không ra ăn giò heo hủ tiếu nữa. Ông cho ăn gì con ăn ở đây. Con nói ông cứ đi ăn đâu có gì. Nhưng mà tại ông phát nguyện vậy đó thì Phật pháp rất nhiệm màu. Kể chuyện cho ông nghe riết đã qua tới 12 giờ mấy, hết bữa rồi. Thì đuổi ông về, ông nói giờ không có về, đem cơm chay đây. Thì ông lái xuống ông ăn. Đó là cái mẫu chuyện của các ông đó ở gần bên thuyền Long Thiền Tự hồi xưa, hãy cất cái tay dằm sông Cửu Long. Đó là Long Thiền Tự, có rõ ràng. Rồi sau này buổi sáng ông xuống chặt thuốc tới chiều cho bà con, chặt không kịp để cho người ta đó. Ờ, ông giữ, ông làm một cái chủ nhân ở đó nha. Ai vô là ông Bảy cho vô, đừng mà hút thuốc đưa ra đó. Là thắng ông Bảy đó là giò heo, cà phê. Sáng uống gì uống sao không dễ. Dễ trong 5 năm ông đã bỏ sát. Dễ lắm. Đó là người ta đã tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Thầy muốn nói với mấy trò, không có gì đâu. Ông đó, ông con trời đất mà, ông đâu có tu gì đâu. Nhưng biết rằng ổng có một cái căn lành ở bên trong của ổng, thầy mới tìm cách để độ ổng. Mà ổng mới đừng bao giờ, không ai làm sao mà ổng bỏ được tô hủ tiếu 7 giờ. Thì ăn riết mà cái người đó phải làm cho ngon để dành nha. Cũng như ổng đang đặt hàng sẵn vậy đó. Vậy thì khuyên ăn chay rồi kìa ổng nói, thôi đừng biểu ăn chay mất công lắm. Nói vậy đó. Nhưng mà sau cùng thì thầy đã nói ra là tùy ông. Nhưng tại đời ông đã thách Bồ Tát Quan Âm, ông thách đố, thành ra cho ông qua bữa thôi. Chứ giờ ông cứ ăn, giờ hết ngon rồi thầy ơi, không ăn nữa. Thì hôm nay thầy muốn nói qua cái vấn đề ăn chay, ăn mặn. Chúng con cứ tùy và tự do chính mình. Cái trái mà nó chín đó, nó đầy đủ chất lượng thì ăn rất ngon. Mà ép nó rồi thì bên sống bên chín. Chúng ta cũng không nên. Mà khuyên thì thầy khuyên đặc biệt rồi, ăn chay mới niệm Phật, làm lành lĩnh dự. Còn bây giờ mình ăn 2 ngày, 1 ngày, 4 ngày là nguyên tắc. Thì con thấy cái nè, đó như vậy. Nếu mà mình đem mình vũ ép, tu cũng vậy, từ bước một. Chứ không phải là thầy muốn sau này đó thầy trở về ở đây một lần nữa hay là không trở về. Thì chúng con phải đặc biệt nhiều hơn ở tại cái chùa của thầy là Bủ Sơn Kỳ Hương Thiền Tịnh Bủ Sơn. Ngày ngày lại ngày qua, bao nhiêu ngày sẽ về đó để thăm ông tụ trì, coi ổng đã ở đó, ổng chịu bom pháo, ổng chịu gì. Ông tụ trì nè ở miền Trung, nắng hạn mưa gào đó, đất cày lên sỏi đá, rồi ổng chịu đựng với cái chùa rách nát bom đạn khốc liệt, ngày hôm nay được bình an về thăm một chút. Thì bây giờ thầy mong tất cả chúng con cho thầy gây một cái quỹ. Một cái quỹ đó ngày rằm về đó bỏ, một tháng về một lần, bỏ 5 bạc thôi. Năm gì ở đây đó? 5 đồng. Dù gia đình đó 10 người cũng có 5 đồng thôi, vô một cái hộp để chi từ thiện. Thầy ơi ít quá thầy cũng làm tiền nhiều, nhưng mà sau này cái ít đó nó biến hóa ra là 5 ngàn, 5 triệu lần đó. Để làm chi? Để tại cái chùa đó mới đúng. Chúng con lợi thăm, lợi chút rồi bỏ vô cái chùa đó. Rửa mà ngày rằm nó không có thì không phải ngày kia thì ngày Chủ Nhật. Chứ không nói thầy ơi, thầy đặt ngày rằm chúng con ở đây cứ ngày Chủ Nhật thứ bảy làm sao đây? Tùy cơ ứng biến đó. Gia đình 5-6 người đi nữa cũng một cái hộ khẩu gia đình của mình, 5 đồng thôi. Một năm thì thầy mang đi một đốt đèn trên non, 2 đốt đèn. Cái chùa nào mà ta không có được đầy đủ sự đèn đuốc, cộng lại nhiều chứ không phải con bỏ 50-100 đi, không 5 đồng thôi. Phải 5 đồng không? Chứ không 6 đồng cũng không nhận. Dặn ông tụ trì vậy đó, để mà cho có với 10 phương chư Phật. Sao Phật tử có đồng ý không? Mình không đến thì mình gửi, nhưng mà cái gửi không bằng vừa lại đó
xá mười phương chư Phật chứng minh cho con, chung phần vào để cho tù trì hai đó có trách nhiệm để đốt đèn cho Phật, hoặc là làm chi gì con xin cúng dường mười phương chư Phật. Như vậy thành tâm có 5 đồng mà thành ra quá lớn, có đúng không vậy? Giờ hứa với thầy mai mốt nói xe không có, thầy ơi sao con không đợi, phải không? Vậy ha. Vậy thì bây giờ thầy xin nhắc thêm một phần nữa. Dễ gì mình được làm người. Nhiều khi người ta làm người, ta méo miệng, ta câm, ta có con mắt, ta còn con cái tai gì, ta đi cà sẹo cà sọ, còn mình nguyên thân sẽ có ngày đắc kim thân tại thế. Có nghĩa là thân mình rửa sạch sẽ, thân kim sắc tướng hảo quang minh, Đức Phật ngày 32 tướng tốt. Chúng con sửa cái tướng đi hiền hậu để đạt lấy những cái không khí thiên nhiên lành. Mà cái không khí của cái quá chất độc này nó sẽ tàn phá hết tất cả, mà mình chận đứng lại không cho tàn phá. Vì nó là trượt, nó là nóng, nó là độc nhất mà mình hiền nhất. Nó độc nhất mình hiền nhất. Có nghe thì nói không? Nó nóng nhất mình nguội nhất, vô không nổi. Có chăng thì cũng ngất ngương chút xíu, có người đợi cứu. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện sẽ thấy điển quang mình, ngài sẽ cứu ngay. Để làm người qua trận đồ này, chúng con hãy thanh tịnh tham thiền lo luyện đạo. Chớ bây giờ ngoài kia con nhìn coi gió bão đại mưa phong, làm sao con vợ con chồng ngồi thuyền tu tịnh trên dòng sông sâu tròn. Tu nhân đạo đi, thì Phật Thầy cũng cho chúng con muôn phép. Nhưng mà mình phải nhu hòa để hội hiệp tâm linh. Con ơi xong sự chiều kinh, Thầy về để lại minh minh chỗ này, ráng tin tưởng Đức Phật Thầy Phật Tổ. Chúng con về thì thầm giác ngộ ở bên trong hỏi lại ta, ta có sống mãi trên dòng hay bị lệ cảnh não nồng chua chát. Con thờ đi rồi thấy ngài Bồ Tát hạnh rất hiền lành, rồi giải thoát nay mai 100 phần 3 triệu chua cay, không than không thở cùng ai tròn. Bà đặc biệt lắm, phép rất là cao to. Nguyện đâu bà sẽ thị hiện để thăm dò chúng sanh. Ngày nay có ánh đau lành, có kỳ dân cư sĩ là bậc đoàn anh trong đạo tràng. Nếu thương thầy tổ, chúng con sẽ bình an tự tại. Đừng có nghe tiếng gọi ở bên ngoài, quên cội nguồn, quên Đức Phật Như Lai, quên cha mẹ thì mình phải bị đại bị đoàn. Thầy nói thẳng không bao giờ hăm dò, nói lý thuyết của con người gặp tai họa tới nơi. Đi đâu cũng có Phật trời hộ, người lương thiện mọi nơi an lành, ráng cố tu. Mình phải thực hành, nói đâu phải làm đó, như cội nhành đốm bông. Thầy đến đây đâu ngại về không, giúp hết đạo đồng bằng cầu nguyện Phật Thiên. Về đi con nhé ráng hiền, thầy còn chờ đợi con thuyền sông mê. Thuyền ấy buổi cuối chưa về, thuyền thầy còn đợi bên lề chờ trong đò ai xuất hiện trên dòng. Đò thầy còn đợi cảnh não nồng gai gó. Đò tiên Phật đang chờ trò trong buổi cuối, mà nhìn lại thầy coi quá đuối rồi con. Đưa qua sông bể chưa tròn, kiểu người mà mãi mãi những người con mờ lu. Cảnh khuya than thở mặc dù, thầy mình phất bóng con cứ tu an nhàn. Răng cố gắng nghe đạo tràng ở châu Úc, người Việt Nam tá túc ở bên đây. Chúng con nghe lời Phật, nghe lời thầy, ráng mà hiệp để xúm về tạo phúc. Nơi đất khách chúng con chui đục, nhớ lại quê nhà mình cối cút lắm năng.
nhất là thảo hiếu mẹ cha, con ơi ngàn dặm mù sa.